Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nay là con Nguyễn Thị Tám, thành tâm thành ý con cung thỉnh ơn trên Tam Bảo và Đức Thầy từ bi chứng minh cho con, cho con thỉnh cái báo vật xuống cho thành hậu cho phú để xem. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi lên ghiếc lên anh Hậu ơi. Đi. Bữa nay để đâu ạ? Bữa nay em dẫn anh đi coi cái kỷ vật của Đức Thầy. Đây rất đúng rồi, rất là đặc biệt luôn. Có một cái kỷ vật của Đức Thầy có tặng lại cho cô Diệu không phải, để coi nhớ coi Diệu Ân. Diệu gì? Diệu gì cũng được. Diệu gì dạ. Thì điện thoại mình đâu nhớ đâu. Nhưng mà kỷ vật cái còn gì nữa không? Còn. Diệu tôi Diệu Niệm. Diệu Niệm. Đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt hơn, mình có nghe cô để có thật lại đó. Là chẳng những cô giữ kỷ vật mà cô còn biết nhiều mẫu chuyện bên thầy. Đúng rồi. Dạ, tại vì cô chính là cháu của một hương sư vàng. Vậy đó ha. Là một cái người mà gần gũi Đức Thầy. Rất là gần luôn. Và vậy, mẫu chuyện rất đặc biệt. Vậy đó ha. Vậy nhưng mà em nghe nói là cái lúc mà cô gia đình của cô anh là có gần gũi với Đức Thầy thì cũng có những cái điều màu nhiệm. Đó thì em thì không có gần lắm. Nên hôm nay điện cho anh đi đến mà để mà thứ nhất là anh em mình được chiêm ngưỡng cái báu vật của Đức Thầy mà đã tặng cho ba của cô. Đó cô Diệu Niệm ha. Diệu Niệm. Thì rất là đặc biệt. Và em nghe nói là anh trai của cô lúc đó ốm nhom ốm nhách ốm hơn em đó nghe. Đó thì thành ra là đi đợi lại mà nhờ Đức Thầy để mà cũng như là chị bệnh. Nhưng mà hồi xưa người ta nói người ta chị tà chị ma chị này chị bùa chị ngải, nhưng mà Đức Thầy thì không có. Đó cô mới nói với em vậy đó. Thì là đi lại là Đức Thầy chỉ cho uống nước dừa, kêu ra làm sao bẻ trái dừa, hay là Đức Thầy cho những trái ổi với hai cục cốm rồi vậy đó. Đó hết bệnh luôn rồi, khỏe tới 85 tuổi luôn. Đó là một cái điều đặc biệt. Bây giờ em mới alo anh gấp mà nghe tôi nghe để nói mà tôi nói có việc cái nó có rất là nhiều cái mẫu chuyện nữa. Đó thì bây giờ là tới đây rồi, nhưng mà bây giờ cô chỉ là lại ngay chăng cái đình đó rồi gặp cái tựa là nhà của cô bán tạp hóa rất là lớn. Đó thì bây giờ mình đi lại đây dài dài mình hỏi thăm bà con chứ sao vậy. Bây giờ là mình đang đi tìm cái đình. Rồi vậy thì vừa qua thành hậu thưa quý vị nghe nói những cái mẫu chuyện mà nếu nói liên quan Đức Thầy là riêng thành hậu, không biết quý vị mình sao đây sao nghe nói tới mọi những mẫu chuyện hào liên hứng quan Đức Thầy. Hào hứng rất là muốn đi tìm liền rồi, để mà vậy khám phá, để mà gửi đến quý cô chú những cái video chân thật. Tại vì bây giờ mình muốn tìm một cái người mà kể lại cái mẫu chuyện của Đức Thầy đâu phải dễ anh. Anh em cô lớn tuổi chưa? Cô khoảng hình như 73 tuổi. Nhưng mà một cái trí nhớ của cô rất là minh mẫn. Khi mà kể ra là nhớ từ tên chân luôn. Rất là tuyệt vời. Mà nghe nói đâu để nói phóng phóng thì nói là cái nhà của cô mà nghe nói là Đức Thầy có nằm mộng chỉ gì đó. Cái đó. Đúng rồi anh nhắc em mới nhớ. Cái nhà của cô á là cũng là có cái duyên lành. Cô nhà đất nghe. Thì thôi khi mà cô quỳ lại đó đau chân đất cục u u nó hơi nó nổi đó. Thì cô mới cầu nguyện là không dám cầu Đức Thầy nữa mà cầu Phật. Thì khi mà cầu Phật á, thì một cái đêm nọ là cô gặp Đức Thầy trở về với ba của cô. Mà Đức Thầy lại cầm cái cây chọt từ phía sau đi tới nha. Chọt ba cái ngay chân cái điểm đó đó. Rồi xong cái đi ra trước thì chọt ba cái nữa. Cái cô mới mời thầy với mời ba vô nhà uống nước. Thì Đức Thầy với ba đi luôn à. Đó thì cô đi chạy đi theo thì ra ngoài tới ngoài cái đường lộ thì biến mất tiêu. Thì không ngờ sau 3 năm. 3 năm là cô cắt lại cái nhà nhưng mà cô không có kể với ai chứ. Chỉ là một cái giấc chiêm bao cô thấy rất là bình thường. Thì cô 3 năm sau thì cô lại với ông xã làm ăn thì phát lên cái bắt đầu có tiền cắt cái nhà. Thì ông xã là tự chỉ cặm cây cột ở khu đó ở đó đó. Thì khi mà cắt nhà rồi cô mới kể cho ông xã biết là cái giấc chiêm bao cô đã thấy như vậy. Tức là trùng hợp luôn. Trùng hợp. Tức là rất là đặc biệt. Ông
con chú đó là cất thí. Đúng rồi. Nhưng mà ngay cái chỗ mà Đức Thầy chỉ luôn, nó mới nhiệm màu. Để đứng đây kể qua đi ha. Thấy cô còn dây chuối nữa, Đức Thầy buộc dây chuối chung với ba cổ nữa. Tao đỡ. Vâng, và kính thưa quý vị, thì hiện giờ hai anh em của Châu Phú đang lội đi đến khỏi cái đình, chút xíu là sẽ tới nhà của cô Diệu Niệm. Sao anh Thành Hậu thấy sao, hồi hộp không? Rất là hồi hộp. Gì ha? Hồi hộp nhất là nghe cô kể lại những mẫu chuyện rất là huyền bí. Dạ. Mà nghe nói là giấu mấy chục năm rồi. Dạ, giấu lâu quá mà. Mấy chục năm nay là cô không kể ai. Đúng rồi, đúng rồi. Sao có dịp tự nhiên kể cho Châu Phú nghe. Dạ. Và thì cũng là một cái duyên lành. Cô nói là khi mà điện cho Thành Hậu thì Thành Hậu mất đi phát quà cho bà con nghèo. Đó, điện cho Tấn Dũng thì Tấn Dũng cũng thăm các vị tu sĩ. Đó. Điện Châu Phú 11 cuốc thì Châu Phú cũng bắt. Đó. Thì giờ hai anh em mình sẽ đi vào bên trong nhà cô ha. Kìa kìa, em thấy rồi đó, thấy rồi đó. Nghe, đó, nghe bà con chỉ. Mời vị vào bên trong nhà cô nhé. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, thì thưa cô, con khi mà con nhận được cái số cuộc gọi của cô đó, thì bây giờ là con cũng mời anh Thành Hậu cũng đồng hành cùng với con. Hai anh em đi đến đây để nhờ cô chia sẻ cái món bảo vật mà Đức Thầy đã tặng cho ba của cô đó. Để hai anh em con sẽ quay lại để gửi đến quý cô chú anh chị xem cái kỷ vật của Đức Thầy. Vì bây giờ quý đồng đạo rất là mong Đức Thầy về, nhưng mà bây giờ nhìn cái kỷ vật thì cũng như Thầy về rồi đó. Đây là có anh Thành Hậu cư sĩ đồng hành cùng con đây cô. Dạ, thì cô quan hỷ ha, cho hai anh em con ha, quay ha. Dạ, mời cô vô hậu ha, để dạ cô có thể cho anh em con diễn kiến qua những cái kỷ vật mà cô đã gìn giữ mấy mươi năm rồi. Dạ. A Di Đà Phật. Đây vô sư huynh. Dạ, đây gia đình cô thờ cũng rất là trang nghiêm ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, ngồi đi chú Thành Hậu với chú Châu Phú ngồi đi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, con mời con. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, anh em của Châu Phú đã tìm được nhà của cô Diệu Niệm rồi. Thì qua đây Châu Phú sẽ mời quý cô chú anh chị đồng hành đến những cái câu chuyện huyền bí nhiệm màu và những cái kỷ vật của Đức Thầy đã được trao lại. Mặc dù Đức Thầy đã vắng mặt gần trăm năm rồi đó, thì vẫn còn được gia đình của cô giữ lại những cái đó là cũng như là vật gia bảo đó vị. Thì kế tiếp Châu Phú sẽ nhờ sư huynh Thành Hậu đại diện cho hai anh em, nhờ cô kể lại hay là chia sẻ để mà quay lên gửi đến quý vị nhé. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Thì kính thưa cô thứ 8 hả ta cô? Dạ. Dạ, kính thưa cô 8 và kính thưa toàn thể chư quý vị. Thì hôm nay Thành Hậu được một cái duyên mai, đây phải nói là một cái duyên mai quý vị, cho anh em chúng tôi được trở về đây trước là thăm viếng qua cô Tám, và sau thì cô Tám sẽ cho anh em xem qua những cái kỷ vật và nghe qua những cái mẫu chuyện bên Thầy và những mẫu chuyện của Đức Thầy, và có những mẫu chuyện quý vị mình chưa từng nghe. Tại vì đây là cô Tám, quê của cô là ở sát tổ đình, gần tổ đình hả cô? Ở dưới chùa dạ. Chùa An Hòa Tự hả cô? Dạ, dưới chùa An Hòa Tự. Dạ. Dạ, cô thì có chồng về đây. Về đây, dạ. Rồi giờ mới về đây. Dạ, dạ. Mà cô là bà con gì với Đức Thầy nữa phải không cô? Nghe nói là bà thím thì mấy cháu ruột của Đức Ông. Dạ, dạ. Còn tôi thì cháu của ông Sư Vàng. Hương Sư Vàng. Hương Sư Vàng. Hương Sư Vàng, Hương Chủ Bó rồi hả cô? Dạ. Dạ. Thì quý vị mình biết rằng đầu tiên thì cô điện với Châu Phú. Con nghe nói đâu là cô có giữ một cái báo vật, kỷ vật của Đức Thầy. Dạ. Mà trao gửi cho ông cụ, tức là ba của cô.
là ông Tám nữa. Dạ. Dạ. Ờ, ba của cô, ông Tám là ông Tám tên gì vậy cô? Tám Nguyễn Văn Đồ. Tám Đồ. Tám Đồ. Dạ. 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 À, vậy thì đầu tiên thì nhờ cô chia sẻ cái nguyên nhân gì mà ông Tám được Đức Thầy cho một cái kỷ vật đó vậy cô? Thì hồi xưa thì cha tôi cũng cài cận với Đức Thầy, cũng nói chuyện tới lui với Đức Thầy, cũng nghe pháp Thầy kể chuyện này chuyện kia, rồi Đức Thầy mới là nói ông Tám ơi, tôi tặng cho ông cái tấm hình của tôi nhỏ xíu như cái mặt dây chuyền gì đó. Yeah. Thì cha tôi mới hồi xưa thì nó còn mới, cha tôi mới để trên trang á, đóng cái đinh rồi treo lên ngang với cái bàn Phật. Yeah. Rồi sau cha tôi mới già rồi ổng leo trang không nổi, mới đem xuống. Yeah. Em xuống để dưới thấp dưới này. Yeah. Rồi cũng bái lại, cúng lại hàng ngày đó, rồi tới chừng tôi có chồng rồi tôi cha tôi mới tặng lại cho tôi, nói này kỷ vật của Đức Thầy. Yeah. Rồi cho tặng cho con vừa gìn giữ. Yeah. Rồi tu hiền cúng lại theo Thầy. Yeah. Rồi tôi thì quê quán ở Hòa Hảo, có chồng vừa lấp giò Hồ Hòa Bình tới giờ mới về, chứ Hồ còn có một hai đứa con thì còn ở trên Hòa Hảo gần cha mẹ. Yeah. Rồi sau Hòa Bình ông xã mới về xứ rồi mới về đây ở, mới cất nhà. Yeah. Rồi cũng gìn giữ với tối cúng lại hàng ngày, cũng nguyện giấy dân trên Thầy tổ cũng gia hộ độ cho mình tu hiền tinh tấn vậy đó Thành Hậu. Yeah. Rồi cô cảm nghĩ sao mà những cái mẫu chuyện rồi này kia mà cô giấu mấy chục năm hả cô? Dạ. Nghe cho Phú nói là cô kể cho Phú là mấy chục năm. Cô không muốn kể cho ai nghe chừng mà bây giờ cái duyên nó đến hả cô? Dạ. Dạ. Nói ngày hồi mình còn gái lúc đó thì cũng gần Tết rồi. Bữa đó thì tôi còn nhớ là cái ngày 25 Tết hồi xưa Quết Bánh Phòng đó. Dạ. Thì tôi thấy có cái lần khói lên quá cao đi. Khói nó cháy ngoài đồng mà mình dòm thấy lên chỗ mà tổ đình quá cao. Khoan. Rồi bây giờ chị đi, bây giờ mà mẫu chuyện đó thì mẫu chuyện sau đi. Giờ trước là mình cô lợi cái cô cái kỷ vật. Cái kỷ vật. À, mấy chục năm. Mấy chục năm. Thì kể thì cô mới kể cái mẫu chuyện đó thì có những cái nhiều chuyện lắm. Bây giờ trước tiên thì tôi kể cho cái mẫu chuyện đó là từ cái lúc mà Đức Thầy đã tặng cho ba tôi rồi đó. Thì có một cái điều nhiệm màu là anh của tôi bị bệnh vậy đó. Rồi sau khi mà ông Tám gần gũi Đức Thầy thì con tin chắc rằng chắc rất là nhiều những mẫu chuyện phải không cô Tâm? Dạ. Cô có thể sơ lược vài mẫu chuyện nào mà cô đã nhớ rõ mà có cái giống như một cái màu nhiệm đặc biệt á, Đức Thầy trị bệnh gì đó cô? Dạ. Dạ. Thì nói ngay hồi đó thì cha tôi có mấy người con, mà cái anh thứ tư đó là anh Nguyễn Văn Quế đó. Hồi đó mẹ với cha tôi cũng kể lại, cũng nhờ Đức Thầy cứu anh tôi. Dạ. Là ảnh hồi đó đau băng, hồi xưa kêu băng khỉ, băng bạch á. Dạ. Cái ảnh đau nó không nhơm mà. Cái lúc đó là nghe nói là lúc Đức Thầy thì chưa có ra đời mà, nhưng mà kêu cậu tư không à. Yeah. Tức là chưa có dạy đạo đó ha. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi cái cũng cho thuốc này kia nọ, ở xóm giềng ai có bệnh hoạn thì Thầy cũng cho thuốc. Yeah. Uống hết thì mới đồn ra. Yeah. Cha tôi mới cõng anh tôi lên tổ đình, rồi cái Đức Thầy mới hỏi ông Tám, ông cõng nhỏ hay đâu vậy? Rồi cha tôi nói nhỏ bệnh quá rồi, cậu tư ơi, cậu làm ơn làm phước cậu trị cho nó hết coi. Ông nói có gì đâu, thôi lại đây đi, cho hai giác cốm này ăn đi. Rồi ông ra ngoài đồng, ông bẻ ngoài vườn quá, ông bẻ trái dừa xiêm vô, ông chặt cho ông nhỏ uống. Dạ. Đó. Rồi cái anh tôi thì đau ban mà thèm mà. Cho gì cũng gì cũng ăn ngon ha. Thì ăn trong khi đó hai giác cốm. Hồi xưa kêu lớ đó. Dạ. Đó, rồi anh tôi ăn rồi Thầy mới cho là uống nước dừa rồi cái rồi cũng ngồi chơi nói chuyện kia nọ. Rồi cái Thầy nói thôi giờ tôi bẻ cặp ổ chín nè cho nhỏ ăn đi.
Rồi ông cõng nữa về đó đi dài về dọc đường á, ông hái năm thứ lá cây đi về sắt cho nhổ hết chứ gì. Dạ. Đó là về cha tôi ông hái nào là lá xài, lá mít, lá ổi, bông trang, lá bưởi. Dạ, tức là đó. chắc những cái lá năm đó gần là gần ngoài đường. Chắc mấy lá gần ngoài đường á. Dạ đi dài về đó ông gặp cái bước. Dạ. Cái thì về rồi sắt uống anh cứ miễn từ đó tới sau là anh tôi hết bệnh, miễn anh tôi mà có bệnh gì đen là cứ hái năm thứ lá cây là uống à. Nguyện giá thầy là hết á. Dạ. Chứ ngoài ra không có bệnh gì chứ. Anh hiền lắm, anh cũng anh trai. Dạ. Anh tới 8 mấy tuổi anh cũng mất. Dạ. Mất mấy năm nay. Dạ. Rồi con có nghe như chuyến rồi cô có điện cho Phú có những cái mẫu chuyện mà lạ về vấn đề mà đức thầy cột dây chuối gì đó cô. Dạ. Cô có thể chia sẻ cho anh em biết cái vấn đề đó rồi cô. Thì nói ngay là lúc hồi cha tôi cột dây chuối hồi nào thì mình cũng không biết. Dạ. Mà khi mà cái chợ Mỹ Lương mà nó cháy á, cha tôi mới chạy xe đạp lên. Dạ. Chạy xe đạp lên thì người ta cũng đem máy đu tôm rồi người ta xịt cái nhà ông Út á, nhà ông Út Quất á với nhà Đức Âm xịt ướt lắm, ta ngừa sợ cháy tới. Đầu tiên thì cái cháy trên nhà máy người ta cháy dài xuống phía trong đường á. Dạ. Rồi cái mấy ông này mới xịt nước. Xịt nước cũng ngừa sợ cháy tới mà. Chứ sao mà tự nhiên cái cháy tới cái nhà ông Út chưa tới danh cái bắt đầu gió nạp ra ngoài đường ấy. Cháy trở lên nữa. Dạ, cháy ngược lên. Cháy trở ngược lên chợ cháy nữa, rồi cháy vòng vô Mỹ Lương cháy vòng vô cái đường đi vô Hưng Nhân. Dạ. Cháy dữ lắm luôn. Cái đó là mấy ngày thường hay là ngày Tết rồi không cô? Cái đó là ngày 25 Tết á. 25 Tết. Mà không biết năm nào tôi cũng quên á, chứ năm nay cũng 56, 57 năm rồi đó. Dạ, dạ. Lúc đó tôi còn gái nó cũng nhỏ nhỏ. Dạ. Rồi cái cha tôi mới về ông nói hồi đó đức thầy kêu tôi cột một cái sợi dây chuối, thầy nói ông cột vô góc vừa trong đi, tôi cột góc vừa ngoài, cũng như thầy nấu dây chuối thì kéo dài ra. Yeah. Tới mấy đường bên đây tới mấy đường kia. Yeah. Rồi cũng thấy cột dây chuối thôi chứ cha tôi không nghĩ gì hết á. Yeah. Khi mà cháy cái chợ rồi cha tôi mới nói. Mới kể lại ngày xưa tại vậy. Tại cha tôi cũng kể với gia đình vợ con nói đức thầy ổng biết trước tiên chi là ổng kêu tôi cột dây chuối với đức thầy. Mà giờ này cái chợ nó cháy nè, cháy tới rành này. Tới chỗ cột dây chuối đó. Tới cột dây chuối đầu đầu đảo chạy ra. Ồ, lạ quá. Đó, gió nạp, cháy ra ngoài. Cháy giặt nhà phía ngoài, cháy lên, cháy vòng Hưng Nhân. Cái cháy đó là lúc đó là cô chứng kiến cái lúc cháy luôn. Cái lúc cháy đó thì tôi hồi đó tôi không có đi lên. Dạ. Mà cha tôi chạy, ông chạy lên đó hen, cũng như tiếp có cứu gì được cứu gì đó. Dạ. Cha tôi ông thấy là ngọn lửa hen là tới gần tới ranh nhà ông Út rồi đó hen, là sợ dữ lắm. Dạ. Sợ mới xịt nước. Xịt máy đu tôm đó. Dạ. Xịt. Nhưng mà tới đó cái ngọn lửa nó đưa qua ra ngoài. Thổi ngoài. Thổi ra ngoài cháy ngoài luôn. Cháy lên. Yeah. Cháy lên chợ, cháy quẹo xuống vô cái đường đi vô Hưng Nhân. Yeah, chứ đó là cháy sạch trơn luôn á. Yeah. Vậy là những cái mẫu chuyện cô kể vừa qua chắc cũng còn rất nhiều hả cô? Thôi bây giờ con cũng đang nôn nóng về vấn đề cho cô, cho con xem lại cái kỷ vật mà ông Tám còn gìn giữ cả đời, nhưng mà sau đó đến đời của cô vẫn còn gìn giữ lại. Dạ vậy hả cô? Vậy cô cũng cho con dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ dạ. Ông chồng này mất nè 71 tuổi á, mà hộ niệm ông mềm nhũng luôn á. Ờ vậy đó hả? Dạ. Ông Tám mất lâu chưa cơ chú? Tám mất lâu chưa cô? Ông này mất hôm nay nữa là 4 năm mấy rồi, gần 5 năm. Dạ dạ. Hộ niệm mềm nhũng luôn, ngầu vậy bật quà hoài luôn. Dạ. Nam Mô Đà Phật, tốt quá. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nay là con Nguyễn Thị Tám, thành tâm thành ý con cung thỉnh
ơn trên Tam Bảo và Đức Thầy từ bi chứng minh cho con, cho con thỉnh cái báo vật xuống cho Thành Hậu, cho Phú để xem. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lễ Đức Thầy, nguyện danh Đức Thầy từ bi quan hỷ chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cái bao vật này, yeah. Nhỏ, cái này là nó có cái khoen đẹp như sợi dây chuyền vậy đó. Yeah. Mà cái này là cái tấm hình này là tám mấy năm rồi. Yeah. Mà tôi gìn giữ là nhưng mà nó lát chỗ này hết một chút. Dạ, tức là lâu lâu quá bị lâu quá cái giấy đó bị nám. Dạ. Ai gì đâu Phật. Tức là cái hình này lúc mà ông Tám lên tới lui tổ đình rồi được Đức Thầy tặng. Dạ. Tặng cho ông Tám giữ. Dạ. Dạ. Ông Tám thọ bao nhiêu tuổi? Cha tôi thọ 85 tuổi. Dạ, cũng thọ quá. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đây quý vị mình sẽ xem qua những cái kỷ vật rất là ít người, vậy là cái này là từ xưa đến nay luôn đó hả cô? Dạ, không có cái ai hình gốc luôn á. Dạ. Vòng tròn này làm bằng cái quen gì ha? Ờ, này làm bằng cái đồng. Cái này là Đức Thầy làm luôn đó. Thầy tặng cho cha tôi y nguyên, ở trên này có cái khoen mình treo như mặt dây chuyền vậy đó. Vậy đó hả? Dạ. Rồi dạ. Sau này nó mục nó sức rồi tôi kêu thợ làm, nó làm không được. Dạ. Rồi nó thôi cô để chị đi rồi cô dán đi chứ làm sao giờ. Dạ. Đó rồi tôi đem thợ nó không chịu làm. Rồi dạ. Tôi cũng nguyện. Cái này là bằng giống như bằng đồng hả cô? Cái này không biết bằng thiết bằng gì đó. Dạ, bằng đồng bằng thiết gì đó. Rồi đây nè quý vị, Châu Phú vô dịnh cái Châu Phú. Dạ, Nam Mô. Dạ, Nam Mô. Quay cái bằng điện thoại của anh trước ha. Dạ. Đây là ảnh của Đức Thầy ngày xưa nhớ vậy. Cái này là hình gốc luôn đó. Dạ. Không có rọi quả gì. Rất là quý giá quý vị ơi. Tại vì đây phải nói là vô giá. Hiện giờ hiếm được ai mà giữ lại được như thế này hả cô Tâm? Dạ. Dạ, rất là quý. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi dạ, vậy con xin gửi lên trên ha Tám. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Tám rất là quý luôn. Dạ. Dạ. Dình dữ sợ hư giấy không à. Dạ. Mà cũng phải bị nám một chút nữa đó. Dạ, tại lâu ngày á, dạ. Lâu ngày nó bị thời gian. Cái hình này là theo mà tính với là lúc Đức Thầy là ra đời là nó 8 năm. 83 năm, 84 năm rồi đó. Dạ, 84 dạ. Năm mà tấm hình này khoảng là trước đó nữa. Ở trước nữa. Dạ. Lúc dạ. Đó là Đức Thầy còn cha tôi còn kêu Đức Thầy một câu thư. Vậy đó ha. Chứ chưa là về. Dạ, rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị và kính thưa cô Tám, vừa qua quý vị đã nghe cô Tám thuật lại những mẫu chuyện nghe rất đặc biệt. Thì thôi video dung lượng đến đây cũng tạm ngưng. Và tiếp theo quý vị mình sẽ nghe tiếp tục những cái mẫu chuyện để cô Tám thuật lại nữa quý vị. Thôi thì trước khi dứt lời xin chúc toàn thể quý vị luôn luôn thân tâm an lạc. Và sẽ xem những video tiếp theo của Thành Hậu và Châu Phú hả quý vị. Rồi xin thân ái kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật.